những ngón tay đan tay cùng cảm xúc. Đây là phần dự thi đan tay cùng cảm xúc được tổ chức bởi nhóm Những Ngón Tay Đan và phát triển trên kênh YouTube Những Ngón Tay Đan. Em là Thùy Vân, Lê Đặng Nguyễn Thùy Vân. Em rất vui khi có cơ duyên biết đến cuộc thi lần này và may mắn được bước vào vòng trải nghiệm cảm xúc. Em chỉ là một cô bé 17 tuổi, đơn thuần và bình thường như những người khác. Tuổi 17 em à, cái tuổi chênh vênh giữa người lớn và trẻ con, cái tuổi mà ngổn ngang trong mớ cảm xúc của bản thân, trong đó có cả tình yêu vụng dài tuổi mới lớn. Em nghĩ rằng một con người chưa yêu, từng yêu hay đã được yêu bao giờ cũng đặt ra cho mình hàng loạt các câu hỏi, dù là hồn nhiên, ngớ ngẩn hay vô tư. Và em ở đây để cùng trải lòng với mọi người trong dòng văn nhẹ nhàng của Jenny Nguyễn. Đó là tác phẩm Bao Nhiêu Mới Đủ Để Gọi Là Tình Yêu. Tớ có một cô bạn. Cô ấy luôn kể với tớ về tình yêu của mình, nói với tớ rằng tình yêu là một điều tuyệt vời và bảo tớ phải biết nắm bắt cơ hội. Thật ra thì trước khi gặp cô ấy, tớ chỉ nghe thấy bạn bè than thở về tình yêu. Nào là yêu vợ mệt lắm, không có thời gian yêu thương bản thân mình đâu. Có bạn còn bảo yêu làm gì rồi cũng chia tay thôi. Hình như một số người đang áp đặt những tiêu chuẩn cá nhân lên tình yêu, bắt buộc tình yêu phải là một thứ gì đó hoàn hảo và kéo dài mãi mãi thì mới xứng đáng gọi tên thì phải. Rất ít người nói với tớ, tình yêu đẹp như thế nào nếu cả hai bên cùng nhau vun vén. Tớ biết chuyện tình cảm là chuyện của hai người, nhưng có lẽ chuyện tình yêu của bạn tớ thực sự đã tác động đến tớ rất nhiều, cho tớ một cái nhìn tích cực hơn, bao dung hơn với tình yêu. Theo cậu, như thế nào mới đủ gọi là tình yêu? Một bạn nam đã hỏi tớ câu đó trong lúc tớ còn đang loay hoay với một đống suy nghĩ. Tớ thực sự đã bối rối và chẳng đưa ra được câu trả lời thỏa đáng nào cả. Cho đến ngày hôm qua, khi tớ nhìn thấy cô bạn của mình vội vàng sắm sửa ra ngoài để tranh thủ gặp anh người yêu, tớ liền nghĩ chữ đủ không phải định mức để phân loại cảm xúc, để gọi tên nó ra. Đủ nằm ở lòng người và biểu hiện ra bằng hành động cụ thể. Thời tiết ngày hôm qua thế nào, chắc các cậu cũng biết rồi đấy. Trong khi tớ lười biếng nằm ở trong phòng nghe nhạc, cho học sinh nghỉ học vì tớ rất ngại mưa gió, ngại dắt xe đi làm, thì bạn của tớ lại vội vã mặc quần áo, chẳng bận tâm quá nhiều đến ngoại hình, đi xuống dưới nhà dắt xe ra. Một mình giữa trời mưa, dù bạn chẳng biết khi bạn đến ga tàu có được gặp người yêu hay không, có được nói chuyện hay ôm anh ấy một cái hay không, bạn vẫn quyết định đi sớm hơn giờ dự kiến để đợi chờ, để chắc chắn rằng mình không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Lúc bạn quay về, tớ thấy bạn rất vui. Trên tay bạn cầm tấm bằng khen của anh người yêu và dường như là bạn tự hào lắm. Tớ đã nghĩ cô gái như bạn xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc. Tình yêu của bạn, dù tớ chẳng biết cái kết cuối cùng sẽ ra sao, nhưng ở thời điểm hiện tại, nó đẹp đẽ biết bao. Đâu phải bạn lúc nào cũng vui vẻ với mối quan hệ của mình. Có những hôm tớ thấy bạn cáu gắt với người yêu vì khiến bạn phiền lòng. Có hôm bạn lại tủi thân vì cả tháng trời bạn vẫn chưa gặp được người ấy. Dù bạn có những mối quan hệ xung quanh, vẫn gặp gỡ bạn bè, nhưng người khiến bạn nghĩ về nhiều nhất có lẽ chỉ có một mà thôi. Chuyện tình cảm cũng giống như một bản nhạc. Có phím đen, phím trắng, có lúc trầm, lúc bỗng và có quãng nghỉ nữa. Thế nhưng chỉ cần âm thanh hòa quyện với nhau, hài hòa nhất, thì bản nhạc sẽ có một cái
kết trọn vẹn. Bao nhiêu mới đủ để gọi là tình yêu? Tớ vẫn chưa đưa ra được một câu trả lời, vì vốn dĩ tình yêu chẳng thể đem ra cân đo đồng đếm. Nhưng tớ biết chuyện về cô bạn của tớ là một ví dụ điển hình của tình yêu. Tình yêu có lẽ bắt đầu từ việc bạn muốn làm gì đó để đối phương hạnh phúc. Tác phẩm đã đi đến những dòng cuối cùng rồi. Theo em nghĩ, cái câu hỏi bao nhiêu mới đủ để gọi là tình yêu, suy cho cùng, câu trả lời nằm ở trong lòng của mỗi chúng ta. Và em, Thùy Vân, Mến Chúc, ban tổ chức cùng những độc giả đang nghe radio của em, lời chào tạm biệt và sẽ mãi hạnh phúc với tình yêu trong mình.